Theo tài liệu sử lược của quân đội Hoa Kỳ, những địa danh được nhắc đến trong nhạc phẩm Người ở lại Charlie như Tumoron, Đắc Tô thuộc tỉnh Kon Tum sẽ luôn gắn liền với Operation Hawthorne vào năm 66. Đây là một trong những trận chiến được ghi nhận là tàn khốc nhất của chiến tranh Việt Nam. Nhưng phải đợi đến năm 72, nhạc phẩm Người ở lại Charlie mới được cho ra đời để tưởng niệm cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người đã hy sinh trong trận chiến ở vùng đồi Charlie gần Tân Cảnh vào mùa hè đỏ lửa của năm 72. Đây là một căn cứ hỏa lực nhỏ của Mỹ để lại và cũng là nơi tử trận của trên 400 người lính nhảy dù trong một cuộc chiến được cho là khốc liệt nhất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Theo lời kể lại của một số nhân chứng đã từng tham gia trận chiến này, cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đã tử trận khi nơi ông chỉ huy liên tục bị pháo kích gần 2 tuần và cuối cùng, vì phải rút lui, xác ông đã phải để vĩnh viễn nằm lại nơi này, không một nấm mồ. Thường thường thì anh em chúng tôi ở trên đỉnh Sạc Ly, khi mà chiến trận đã tàn hoặc là những cuộc hành quân chung quanh căn cứ đã xong, mà những ngày mà chưa bị địch tấn công tới tấp, thì buổi chiều chúng tôi hay ngồi ở trên giao thông hào, ngồi bên giao thông hào. Và cố đại tá Nguyễn Đình Bảo mà chúng tôi vẫn thân thương kêu là anh Năm. Anh ấy hay mặc một cái bộ đồ hoa dù huyết đỏ. Rồi anh nói là anh thích cái màu đó là vì anh nhìn thấy ánh hoàng hôn ở trên Sạc Ly mỗi khi xuống thì đổi cả rừng, cây lá, cỏ cây, rừng chiều đều thay áo hết. Thế thành ra giống như là cái bộ quần áo mà anh đang mặc, thấy rất thích. Thế nhưng mà tụi tôi thì lại nói là nhưng mà quần áo mà thay đổi màu thì chiều cũng đã sắp tàn. Thế anh bảo thì rồi chúng ta cũng sẽ tàn thôi. Thế thành cái câu nói đó là chúng tôi không có thích lắm. Thế nhưng mà đâu có ngờ là cái câu nói đó chính là cái câu ngày hôm sau. Anh vĩnh viễn ra đi khi hầm anh trúng pháo. Và cái bộ đồ đó cũng là cái bộ đồ gói thân xác. Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã chiến đấu anh dũng cho sự sống còn của quê hương. Dấu giày bốt đờ xô của anh và các chiến hữu đã in lại trên khắp các địa danh Bình Giã, Đức Cơ, Pleime, Hạ Lào, vùng tam giác sắt ba biên giới. Mùa hè đỏ lửa 1972, anh đã tới cứ điểm Charlie để chặn sức tiến của hai sư đoàn địch. Nơi đây, anh đã giã từ vũ khí cùng với các bạn đồng đội hy sinh để thân xác lại giữa núi rừng Kon Tum Pleiku hoang lạnh. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bạn thân của người anh hùng nhảy dù đó, đã viết ra những lời ca vô cùng cảm động trong nhạc phẩm Tiếc Thương Ca Nguyễn Đình Bảo, Người ở lại Charlie. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân ai?
xanh gió mù đêm hạ lao thức sâu. Anh, chính anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành. Anh, anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh, anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương. Hỡi bước chân dung trên công viên buồn. Dấu chân anh đời anh về chỉ còn chờ bằng chán đứa bé thơ tóc khăn xô bơ vơ người quá phụ không được sống trong mơ. Ôi đứa bé đứt rơ thanh ngôn chưa khe xanh gió mù đêm hạ lao thức sâu. Anh, chính anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành. Anh, anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh, anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời của nhớ thương. Hỡi bước chân dung trên công viên buồn. Xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi vẫy tay tạ từ Charlie. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát. Đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh. Khói Ba Đình, hàng triệu thanh niên một lần sinh máu. Đem Hồ Chí Minh chém sinh ra khói Ba Đình, hàng triệu người trai sao đành từ nào.
đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu sinh linh sẽ được siêu thoát, đem Hồ Chí Minh chết sinh ra khói Ba Đình. Hàng triệu triệu dân sẽ được tái sinh.